Trong khoảng thời gian qua, chúng ta đã bàn quá nhiều về cốt truyện và các ác linh trong Dark Gathering. Hôm nay kênh Yuu Anime xin phép đổi gió bằng cách bàn luận về một chủ đề khác cũng hấp dẫn không kém, thứ đã góp phần làm nên sức hút của bộ truyện cùng với những con ma, đó là nơi cư ngụ của chúng, hay chính xác là các địa điểm ma ám. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm của Yayoi đã ghé qua và chinh phục được hơn 10 cứ điểm tâm linh, được đánh dấu trong và ngoài bản đồ Tokyo cũng như toàn quốc, được cô bé giới thiệu trong chapter 12. Trong số các địa điểm đó, có những nơi được cho là vô danh, cũng có những nơi được lấy cảm hứng từ các lời đồn thất thiệt chưa được kiểm chứng ngoài đời thực. Chúng trải rộng khắp phạm vi Nhật Bản và được Yayoi phân loại theo mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao. Trong số đó, những địa điểm được xếp hạng từ rank B trở xuống, được xem là ít gây nguy hiểm cho người khác và có thể dễ dàng chinh phục mà không cần dùng đến Pokemon, ý mình là ác linh, hoặc chỉ cần dùng Pokemon cấp thấp hoặc chú cụ trừ tà chuyên dụng. Đối với các địa điểm rank A và S trở lên, các trainer, tạm thời mình sẽ gọi là thợ săn ác linh, họ sẽ phải đối mặt với các linh hồn mang trong mình oán niệm chồng chất và vô cùng nguy hiểm. Điều khác biệt giữa rank A và S nằm ở chỗ lời nguyền mà ác linh áp đặt lên địa điểm rank S sẽ khiến những mục tiêu bên trong lãnh địa của chúng không thể nào thoát ra được, trừ khi chúng bị phong ấn hoặc đánh bại hoàn toàn. Trong khi các địa điểm rank A thì sẽ có một khoảng trống nho nhỏ để nạn nhân có thể trốn thoát, hoặc chí ít là được tìm thấy, dù vậy thì cơ hội cũng rất là mong manh. Còn đối với các địa điểm được xếp hạng từ rank double S trở lên thì mình không biết, vì nào giờ nhóm Yayoi đã chinh phục được một cứ điểm như vậy bao giờ đâu. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng phỏng đoán dựa trên mức độ phân cấp về độ khó của các rank trước đó để đưa ra suy luận rằng chúng là những địa điểm cực kỳ nguy hiểm, vào được mà không thể ra được, và những linh hồn án ngữ tại đó có thể là những thực thể trong truyền thuyết hoặc ít nhất là mang cấp độ tương đương, có thể cân từ 1 đến 2 con ác linh cấp S thông thường. Tuy nhiên như đã nói trước đó, trong video ngày hôm nay, kênh sẽ không bàn nhiều về các ác linh mà sẽ chỉ xếp hạng mức độ nguy hiểm của các địa điểm ma ám mà nhóm Yayoi đã từng đến chinh phục. Cho nên ác linh sẽ chỉ là một phần tiêu chí đánh giá cho bảng xếp hạng này mà thôi. Và nói trước là trong video này, mình không đánh giá địa điểm nào cao hơn địa điểm nọ, mà chỉ đơn giản là cảm nhận của bản thân về độ nguy hiểm riêng biệt của từng địa điểm thôi nha. Chủ yếu là có cái để bắt, để bàn luận với anh em cho vui nhà vui kênh vậy thôi. Bây giờ thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Đường hầm S. Đường hầm S được lấy cảm hứng từ đường hầm Sendagaya thuộc khu Shibuya, Nhật Bản. Có rất nhiều lời đồn thổi trên mạng xoay quanh việc nhìn thấy ma tại đây, bao gồm việc có người nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài với khuôn mặt đầy máu đi lang thang trong đường hầm. Một linh hồn ma nữ mang theo đứa con bay đi bay lại trước cửa ô tô. Những tài xế khi nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy những thứ ma quỷ bò ngổn ngang trên mặt đất, nhưng khi quay lại thì không nhìn thấy nữa. Người phụ nữ treo ngược trên mui xe, dọa tài xế ngã nhau, hay trên tường có những bàn tay mọc ra tóm lấy người đi bộ. Đây cũng chính là nơi cư ngụ của một trong những con ác linh ăn hành nhiều nhất bộ truyện, ma nữ tóc dài. Tạm gọi là như vậy chứ thật ra xét về mức độ sức mạnh và sơ yếu lý lịch, thì nó vẫn còn quá vô danh để Yayoi có thể đặt cho một cái tên. Việc bị ám bởi một con ác linh cấp thấp đã khiến cho đường hầm S, mặc dù mang cái tên là S nhưng lại không quá nguy hiểm đối với con người. Những người đi qua nơi này đều có thể thoát ra một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Nó chỉ gây ra nỗi sợ bất ngờ bằng việc hù dọa về mặt thị giác và cú jump scare bất ngờ từ con ma tóc dài mà thôi. Và thứ nguy hiểm nhất trong đường hầm cũng chính là con ma tóc dài trên lại có thể dễ dàng được khắc chế bởi những vật phẩm trừ tà bình thường mà không cần phải ra sức chiến đấu. Và cũng đừng quá lo lắng về việc không có đồ trừ tà khi đi qua nơi này, vì nếu bạn không phải là cực phẩm như Ketaro, thì mình tin chắc là con ma đó cũng không thèm đếm xỉa tới bạn đâu. Cũng chính vì lý do đó mà mình đánh giá đường hầm S thuộc loại ít nguy hiểm. Khu chung cư của ai? Đây là khu nhà trọ vô danh mà ai đã thuê khi sinh sống một mình tại Tokyo trước khi về quê thăm gia đình tại Kyoto. Vì là cô dâu của Thái Tuế, cho nên ai có khả năng thu hút các hồn ma một cách mạnh mẽ không kém gì Ketaro, cho nên nơi này từ lâu đã trở thành chỗ tụ họp của đủ các thành phần trong xã hội loài ma. Có thể nói một trong những nguyên nhân khiến nơi này trở nên nguy hiểm chính là vì ai? Vì ai cơ? Thì là vì ai đó. Tuy nhiên nguyên nhân chính khiến nơi này trở nên nguy hiểm đối với con người không phải đến từ những linh hồn bất vưỡng bị thu hút bởi ai, mà là do con ác linh này. Nó cư ngụ bên trong khu chung cư này không biết từ bao giờ và luôn ẩn náu trong bóng tối để chờ đánh đúp con mồi từ phía sau, tước đoạt não của nạn nhân và biến họ thành nô lệ cho mình mãi mãi. Tuy nhiên thì con ác linh này có lẽ lúc sinh thời là một tên biến thái bệnh hoạn và hèn nhát, cho nên nó chỉ nhắm vào những con mồi yếu đuối như phụ nữ và trẻ em mà thôi.
Nó không thể bành trướng sức mạnh của mình quá lớn do bị hạn chế về số lượng con moi. Ai là một trong những cá nhân may mắn vì được sự bảo hộ đến từ vị hôn phu yêu dấu? Nếu không, cô có thể đã trở thành con mồi của nó ngay từ lần đầu tiên bước chân vào khu chung cư này. Cũng vì lý do đó mà mình đánh giá khu chung cư của ai là một nơi nguy hiểm đối với trẻ em và phụ nữ, nhưng lại ít nguy hiểm đối với đàn ông, ngoại trừ Ketaro. Thành trì H. Nguyên bản của thành trì H là di tích lịch sử thành trì Hachioji, tọa lạc tại tỉnh Hachioji, Nhật Bản. Nơi này được đánh giá rank S trên bản đồ địa điểm tâm linh thuộc khu vực Tokyo của Yayoi. Nói sơ qua về nơi này thì đây từng là nơi diễn ra một sự kiện lịch sử có thật. Vào thời đại Azuchi, thành trì H đã bị bao vây bởi 15.000 quân địch. Lúc bấy giờ hầu hết binh lính đang tham gia một trận chiến khác nên bên trong thành chỉ còn lại các cô gái chống chọi với kẻ thù. Dù thất thủ nhưng không muốn rơi vào tay quân địch, hàng ngàn cô gái đã tự kết liễu cuộc đời ngay tại thác nước bên trong thành, và câu chuyện này đã được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Những lời đồn được lan truyền trên mạng về nơi này bao gồm: có người nhìn thấy linh hồn của hàng chục bé gái và những tàn binh đi lạc bên trong thành. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân không biết phát ra từ đâu. Số lượng của chúng cứ không ngừng tăng lên và theo tôi cho đến tận nhà. Tại thác nước và tàn tích bên trong thành, tôi cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn mình và còn nghe thấy tiếng khóc than của một cô gái rên rỉ bên tai. Tôi còn cảm nhận được một sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ trên đỉnh của ngọn thác. Mặc dù có vô số những lời đồn về việc nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng không hề có bất kỳ một tài liệu nào cho thấy từng có người chết tại địa điểm này. Điều này chứng tỏ đây là một nơi gần như không hề gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Thật vậy, sở dĩ nguyên nhân cho việc trên là vì linh hồn mạnh nhất cư ngụ tại thành trì H không phải là một ác linh, mà là vợ tôi, ngàn hồn hoa nghiêm tự vẫn đồng tử. Cô là một linh hồn được sinh ra từ sự kiện của hàng ngàn cô gái năm xưa tại thác nước trong thành. Từ đó, ngàn hồn hoa nghiêm luôn trấn giữ tại đây và dùng năng lực của mình để tái hiện lại hình ảnh ngày đó, để nhắc nhở lại cho khách tham quan về việc đã từng có những con người mang theo sự tôn nghiêm mà ngã xuống tại đây như thế nào. Cho nên bản chất của nơi này vốn chẳng có gì đáng để gọi là nguy hiểm nếu không có sự xuất hiện của một chú vật có khả năng chi phối linh hồn được giấu trong thành trì H. Nó đã làm ác hóa vợ tôi, ngàn hồn hoa nghiêm, từ đó mới khiến nơi này trở thành một nơi nguy hiểm chết người. Bởi lời nguyền của cô là tạo ra một kết giới bao phủ một khu vực, khiến người khác không thể thoát ra, và các phân linh của ngàn hồn hoa nghiêm sẽ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong kết giới này để cắt đứt nạn nhân thành từng mảnh. Vì lý do đó mà mình sẽ chia địa điểm này ra thành hai trường hợp. Đó là trước khi bị chi phối thì thành trì H là vô hại, thậm chí nó chẳng đủ điều kiện để trở thành một địa điểm nguy hiểm rank A. Còn sau khi bị chi phối thì nơi này đã trở thành một địa điểm nguy hiểm cho những ai bén mạng đến gần. Cơ mà nếu bạn biết được vị trí của chú vật và giải thoát cho ngàn hồn hoa nghiêm trước khi bị phanh thây, thì nó lại là một chuyện khác nữa. Cựu đường hầm ép cũ. Cựu đường hầm ép cũ được lấy cảm hứng từ đường hầm Fukiage cũ thuộc thành phố Ome, được xây dựng vào năm 1904. Nơi này hiện tại đã bị bỏ hoang từ rất lâu và không còn được xuất hiện trên bản đồ khu vực nữa. Điều thú vị ở đây là ban đầu nhóm Yayoi không hề có ý định nhắm vào nơi này. Mục tiêu của họ chỉ là đường hầm ép cũ được xây dựng vào năm 1953 mà thôi. Chính tên ác linh Bạch Thủ là người đã sai khiến những nô lệ của mình dẫn dụ người khác, điển hình là Eco đi vào lãnh địa của hắn là cụ đường hầm ép cũ 1904. Điều này cho thấy việc đường hầm ép cũ 1953 ban đầu, với lời đồn về hồn ma cô gái mặc kimono trắng, được đánh giá là một địa điểm tâm linh rank S, là một đánh giá sai, vì thứ thật sự nguy hiểm phải là căn hầm bị bỏ hoang ngay ở phía cuối con đường hầm này, nơi ở của tên sát nhân mang rợ, chuyên sát hại con mồi của mình một cách tàn bạo và tước đoạt da mặt của họ. Những nạn nhân sau đó thậm chí không thể nào siêu thoát, mà còn bị bắt trở thành tay sai, để tiếp tục tìm kiếm thêm con mồi cho hắn, tạo thành một vòng lặp luẩn quẩn giữa nạn nhân và nô lệ không có hồi kết. Đó chính là lời nguyền không thể trốn thoát của nơi này. Và cũng dựa vào mức độ đáng sợ từ kết cục của những nạn nhân vô tình đi lạc vào đây, mình xin đánh giá cụ đường hầm ép cũ thuộc loại dã man tàn bạo vô nhân đạo. Bất kể trai gái già trẻ đều không nên lại gần, vì thằng này nó có tha cho ai bao giờ đâu. Khách sạn tình yêu Banana Milk. Thú vị thay, khách sạn ma ám này trong Dark Adarin lại được lấy cảm hứng từ một khách sạn vẫn còn hoạt động bình thường tại tỉnh Saitama, Nhật Bản, có tên là Cocoa Milk. Trong truyện, khách sạn này được miêu tả là nơi từng thuộc về một tổ chức Yakuza, được điều hành bởi một tên tay to mặt lớn trong giới. Hắn chuyên bắt cóc những cô gái xinh đẹp đến đây và chơi đùa với họ cho đến chết. Những người phụ nữ đó đã bị ràng buộc linh hồn với nơi này và không thể siêu thoát, phải lang thang hàng đêm, gõ cửa từng căn phòng và tìm cách thoát ra khỏi đó.
mong muốn được giải cứu cùng với nỗi sợ đã hợp lại và tạo ra một căn phòng để trốn thoát mà không hề tồn tại, mang tên là căn phòng bí mật. Và đó cũng chính là hiện tượng tâm linh ẩn giấu bên trong khách sạn này. Về cơ bản thì nơi này đủ điều kiện để trở thành một địa điểm tâm linh cấp độ A. Bởi một khi bị nhắm đến thì bạn sẽ không thể nào bước ra trừ khi tìm được lối thoát ở cửa căn phòng bí mật. Việc kỹ nữ Otogiri bị phong ấn tại đây cũng làm tăng thêm mức độ nguy hiểm của khách sạn. Vì từ khi cư ngụ, Otogiri đã dần chi phối nơi này và biến nó trở thành một phố đèn đỏ của riêng mình. Và những ai được Otogiri chọn sẽ phải bước vào căn phòng bí mật và đối diện với cô thay vì được đưa ra cửa khách sạn như những người bình thường. Ngoài ra thì khi bước chân vào đây, bạn cần phải cẩn thận với những hồn ma lang thang, luôn tìm cách để chiếm đoạt thân xác của người khác, không tìm đường trở về nhân giới. Một khi đã bị tước đoạt thân xác, nạn nhân có thể sẽ bị thôn phệ bởi những ác linh khác hoặc buộc phải tan biến sau 49 ngày. Xét theo những đặc điểm của khách sạn Banana Milk, mình đánh giá nơi này thuộc dạng tương đối nguy hiểm đối với người bình thường, nguy hiểm với trai đẹp và rất nguy hiểm đối với Ketaro. Cống thoát nước y cũ. Nguyên bản của cống thoát nước y cũ là cống Iwabuchi cũ, được xây dựng vào năm 1924 tại thành phố Kita. Những tin đồn về ma ám tại nơi này bắt đầu vào cuối triều đại Showa, bao gồm bóng đen của một người và các bộ phận cơ thể nổi trên mặt nước, hồn ma của một người phụ nữ đứng trên cổng thoát nước. Những vụ tự vẫn bằng cách treo cổ diễn ra thường xuyên tại đây. Bức tượng địa tạng dùng để tưởng nhớ linh hồn của những người chết trôi đột nhiên bị vỡ phần đầu. Có thể thấy tất cả những hiện tượng tâm linh xảy ra tại cổng y cũ đều có liên quan tới đặc điểm về câu chuyện của ác linh đang án ngữ tại đây, nguyệt thực Asura. Đúng là như thế, mức độ nguy hiểm của cống thoát nước y cũ hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của ác linh này. Nếu nó xem bạn là bạn thì bạn sống, nhưng nếu nó xem bạn là mẹ thì bạn xong đời. Và đáng buồn thay thì nó sẽ luôn xem bạn là mẹ. Cống thoát nước y cũ mang đặc điểm một khi bước vào là không thể chạy thoát của một địa điểm Ranh S là vì lời nguyền của Asura là một lời nguyền tất sát và bất chấp khoảng cách. Một khi đã được tô màu lên trên quyển sổ của cậu bé, nạn nhân sẽ trở thành những mảng thịt trôi nổi bên dưới lòng sông gần miệng cống. Với đặc điểm này, mình xin đánh giá cống thoát nước y cũ thuộc loại thoát được nếu Asura chưa kịp nhìn thấy bạn, và hết cứu nếu điều ngược lại xảy ra. Đền Kishimojin. Đền Kishimojin là nơi cư ngụ của một thực thể mạnh mẽ có danh xưng là quỷ tử mẫu thân. Bà ta vốn là một vị thần bảo hộ trẻ em, nhưng đã bị vô số các ác linh trẻ em gây ảnh hưởng và bị hắc hóa dần theo thời gian. Mặc dù vậy, mối ràng buộc của quỷ tử mẫu vẫn còn đó, cho nên bà vẫn sẽ chẳng bao giờ tấn công những mục tiêu là trẻ em. Tuy nhiên, những đứa trẻ ác linh thì không bị ràng buộc như vậy, cho nên chúng sẽ tấn công mà không phân loại mục tiêu. Đó là lý do tại sao nơi này vẫn thuộc loại nguy hiểm đối với tất cả mọi người, nhưng sẽ ít nguy hiểm đối với trẻ em và nguy hiểm đối với người lớn, đặc biệt là Ketaro. Thế nhưng mức độ nguy hiểm này sẽ không là gì đối với các địa điểm Ranes, bởi vì bản thân nơi này và lời nguyền của ác thần tại đây không có khả năng tạo kết giới hay bắt giữ con mồi, khiến cho việc chạy thoát khỏi địa điểm này là tương đối dễ dàng, nói chung có thể gọi là dễ dãi. Mà khi một vị thần đã trở nên quá dễ dãi thì việc bị mấy đứa ớt ơ chơi trên đầu trên cổ là điều tất yếu. Ngôi nhà sinh viên tốt nghiệp. Đây là một ngôi nhà vô danh nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi mà Eiko đã mua lại để dùng làm ngôi nhà chung cho các sinh viên tốt nghiệp. Trước khi điều đó xảy ra, thì ngôi nhà này ban đầu là một địa điểm tâm linh khá đáng sợ. Hiện tượng tâm linh của nó sẽ khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào bước chân vào căn nhà sẽ đột nhiên mang thai một cách kỳ lạ, và bụng của họ sẽ nổ tung một thời gian sau đó. Nguyên nhân của việc này là do một thực thể được gọi là thiên sứ đang cư ngụ bên trong căn nhà và được vong hồn của hai cha con người chủ trước nuôi dưỡng. Họ sẽ dẫn dắt con người và những linh hồn lang thang vào trong nhà, cho họ uống một loại thuốc độc và biến họ trở thành con mồi của thiên sứ. Riêng phụ nữ sẽ trở thành vật chứa cho sự ra đời của nó. Điều này biến ngôi nhà trở thành một nơi tương đối nguy hiểm đối với nam giới, nhưng sẽ là một trải nghiệm vô cùng khủng khiếp đối với chị em phụ nữ. Đập thủy điện A. Nguyên mẫu của nơi này là đập thủy điện Amagase, nằm ngay thượng nguồn sông Uji, Kyoto, Nhật Bản. Những lời đồn tâm linh về con đập này bao gồm một người lái xe không đầu thường xuyên xuất hiện ở các tuyến đường xung quanh. Mặt nước có các hồn ma đi lại và bơi lội. Linh hồn cư ngụ tại con đập kéo người tham quan xuống nước. Đây cũng là nơi cư ngụ của một con ma nữ hám trai bậc nhất bộ truyện. Nó dùng ký sinh trùng để điều khiển não bộ người quản lý con đập, hòng dụ dỗ con mồi của mình vào bên trong và cô lập họ. Những nạn nhân sau khi bị bắt sẽ được đưa đến một hang động nằm sâu trong lòng thác, một nơi vô cùng kín đáo và còn được bao phủ bởi một lớp kết giới, khiến cho người bên ngoài không thể nào nhìn thấy được.
Nhìn chung thì do là một địa điểm Rana nên nơi này sẽ có lối thoát cho nạn nhân không ai bị kẹt vào trong đó. Nhưng mà thật sự là thoát bằng niềm tin, chắc chắn là không ai có thể tự mình thoát ra khỏi hang động này nếu không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vì nếu thoát được thì mấy khứa này trốn lâu rồi, chứ đâu có ở đây làm chi để mà chịu đựng khổ ải nhân gian như vậy. Cũng may mắn một điều cho các chị em phụ nữ là do con ác linh này mê trai chứ không lép bin hay cà thơi, nên mình đánh giá con đập này không nguy hiểm với phụ nữ nhưng lại cực kỳ ác mộng với cánh đàn ông, đặc biệt là trai đẹp, đặc biệt là Kentaro, đặc biệt là mình. Đền Kubizuka. Đền Kubizuka là một ngôi đền di tích có tồn tại tại Kyoto, Nhật Bản. Trong truyện, nơi này tồn tại hai mối hiểm họa là lời nguyền Vái Đỏ và Sutendōji. Lời nguyền Vái Đỏ thì chỉ ám vào nam giới, nhưng mà nó lại khiến nam giới đi sát hại nữ giới, cho nên nó gây nguy hiểm cho tất cả mọi người, trừ mấy ông FA, vì FA sẽ không có bạn gái, và không có bạn gái thì sẽ không làm hại ai, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ bị nghẽn mạch máu mà chết. Còn về phía tên Sutendōji, miễn là không ai tái mái chân tay đến mức tự đi gỡ phong ấn cho hắn thoát ra, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mình đánh giá nơi này thuộc loại nguy hiểm và chống chỉ định đối với các cặp đôi đang yêu nhau đậm sâu. Hầm chui T. Hầm chui T được lấy cảm hứng từ đường hầm xuyên núi Tennozan bắc qua ngọn núi cùng tên tại Kyoto, Nhật Bản. Khu vực này cả một vùng từng là nơi xảy ra trận chiến núi Thiên Vương giữa quân đội Akechi Mitsuhide và Hashiba Hideyoshi năm 1582. Do được xây dựng trên trận địa cũ nên bên trong hầm thường xuất hiện hồn ma của những chiến sĩ tử trận với tay chân đứt rời. Một trong những điều đáng sợ nhất của căn hầm là một con ma nữ cổ dài chuyên chặn đường để xin đẻo người khác. Tuy nhiên mình đánh giá nơi này không thực sự quá nguy hiểm đối với tất cả mọi người, không phải vì ác linh cư ngụ tại đây yếu, mà vì chi tiết này đây. Rõ ràng là con đường này vẫn hoạt động bình thường và xe cộ lưu thông khá thường xuyên. Có thể vì một nhân vật mà ai cũng biết là ai đó đi qua đây mới khiến con ma nữ này xuất hiện. Cho nên mình kết luận hầm chui tê không quá nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng lại nguy hiểm đối với Kentaro. Công viên F. Nguyên bản của công viên F là công viên Funaokayama nằm trên một ngọn đồi phía bắc thành phố Kyoto. Trong truyện thì nơi này là địa bàn hoạt động của quỷ ba và là nơi xuất hiện cánh cổng đưa những thần chết đến thế giới loài người. Xét về mức độ nguy hiểm thì thần chết sẽ vô hại với bạn nếu bạn chưa tới số. Nhưng sự hiện diện của quỷ bà tại đây sẽ là nguyên nhân bắt buộc bạn phải tới số. Chiêu trò của bà ta sẽ là ép bạn nhìn vào con búp bê của mình để kích hoạt lời nguyền. Sau đó linh hồn của nạn nhân sẽ bị hút vào trong con búp bê. Sau đó nữa là con búp bê sẽ bị đem đốt để dụ dỗ thần chết xuống bắt linh hồn của bạn đi, và thế là bạn xong đời. Tuy nhiên về cơ bản thì nơi này không thật sự quá nguy hiểm, do nó chẳng có bất kỳ lời nguyền ràng buộc nào khiến người ta không thể thoát ra được. Mối nguy hiểm duy nhất là quỷ bà thì có thể dễ dàng né tránh nếu như bạn không nhìn vào con búp bê của bà ta và rời khỏi đó ngay lập tức. Mặc dù tại đây tồn tại rất nhiều những thứ đáng sợ, nhưng mình đánh giá đây là một trong những địa điểm tâm linh không quá nguy hiểm. Quốc lộ 1 đoạn nối giữa ga OT và ga OW. Tuyến quốc lộ này có tin đồn rằng thường hay xuất hiện các hiện tượng tâm linh khắp các làng ranh giữa Shiga và Kyoto. Thế nhưng đặc biệt hơn cả là khu vực này từng là chiến trường năm xưa giữa tổ tiên của các thầy tăng đền Niso và phân linh Mabas cùng với các bệ tôi Shishimura. Dù cuối cùng đã phong ấn được mối hiểm họa, nhưng lâu dần nó lại suy yếu và bị phá vỡ do sự vô trách nhiệm của một số thành phần thầy tu trong chùa. Và chuyện gì đến cũng đến, nếu xét theo tình trạng sau khi phong ấn bị phá vỡ, thì nơi này đã trở thành một trong những địa điểm tâm linh đáng sợ bậc nhất của bộ truyện cho đến thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những con quỷ Shishimura thôi đã có thể san bằng cả một khu vực và biến nơi này thành địa ngục đúng nghĩa khi lời nguyền cho phép chúng nhân bản với một tốc độ vô cùng khủng khiếp và có tác dụng phủ sóng diện rộng tương tự như tà kinh Đại Tăng. Tất nhiên không thể không kể đến phân linh Mabas với sức sống vô cùng mạnh mẽ và khả năng gieo rắc dịch bệnh cho tất cả mọi sinh vật xung quanh. Nếu như không phải là nhóm Yayoi hoặc không phải là sự phối hợp giữa Asura và Genki ngay từ ban đầu, thì hỏa chăng thầy tăng Dogen thật sự phải thỉnh Phật tổ xuống đây để giải quyết cái mớ hỗn độn này. Nếu không thì đây sẽ là thảm họa thật sự cho vùng đất. Mình xin phép đánh giá khu vực này thuộc mức độ địa ngục sơ cấp, vì cũng may là con quỷ này dùng Aklon. Và đó là tất cả những đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của mình về mức độ nguy hiểm của các địa điểm tâm linh mà nhóm Yayoi đã từng chinh phục. Nếu các bạn đồng tình thì hãy đồng tình, còn không thì hãy thoải mái bày tỏ quan điểm của mình phía dưới để cùng thảo luận với mọi người nhé. Cảm ơn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.